từ Pháp sang Liên Xô làm việc trong Quốc tế Cộng sản. Từ Pháp sang Liên Xô làm việc trong Quốc tế Cộng sản. Từ Pháp sang Liên Xô làm việc trong Quốc tế Cộng sản. Pháp sang Liên Xô làm việc trong Quốc tế Cộng sản. Pháp sang Liên Xô làm việc trong Quốc tế Cộng sản. Anh em còn hơn ruột thịt nữa.